Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, sống mệnh của con người mỗi năm mỗi khác do sự vận động của các hành tinh gây nên những trường lực khác nhau tới từng vị trí của từng năm và cũng đó ảnh hưởng đến trực tiếp cuộc sống của mỗi chúng ta. Để nắm bắt được vận mệnh của mình, mỗi dịp cuối năm hay đầu năm, chúng ta vẫn thường đi xem tử vi để biết được vận trình của mình trong năm như thế nào, công danh sự nghiệp ra sao. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho nhâm dần sinh năm 1962 trong năm 2023 sẽ giúp quý vị nắm được vận mệnh tốt hay xấu của mình. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi của tuổi nhâm dần sẽ chỉ rõ cho quý vị những bước đi chính xác trong năm mới 2023. Trong phần luận giải về tử vi sẽ phân tích về 4 phương diện chính là tài lộc, công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Để có được điều này, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã phải phân tích về sao hạn cũng như những yếu tố thiên địa nhân ảnh hưởng trực tiếp đến lá số tử vi của nhâm dần sinh năm 1962, qua đó giúp quý vị nắm được thiên cơ để biết cách phòng tránh. Và thầy cũng chỉ ra cho quý vị những phương pháp hóa giải hết sức hiệu quả, giúp con đường tài lộc của quý vị được hanh thông, thuận lợi trong năm 2023 Quý Mão. Trong phần luận giải tử vi tuổi nhâm dần sinh năm 1962 ngày hôm nay sẽ chỉ rõ cho quý vị về vận trình của mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an và đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh tài tuế khi cúng ra cửa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ nhâm dần sinh năm 1962 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi nhâm dần sinh năm 1962 nam mạng trong năm 2023. Trong năm Quý Mão, người tuổi nhâm dần sinh năm 1962 tài vận sụt giảm. Vốn dĩ trong năm 2023, gia chủ có một vài cơ hội làm giàu, tăng thêm thu nhập, nhưng rồi lại đối mặt với họa phá tài vì bạn bè, anh em họ hàng. Thậm chí có lúc còn là vì chiều theo nhu cầu của bản thân mà chi tiêu tùy hứng nên tiền trong tài khoản vơi đi là điều đương nhiên. Ngoài ra, con giáp này cũng rất dễ gặp họa thị phi trong năm, sức khỏe cũng có vấn đề, chớ nên chủ quan. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, nhâm dần sinh năm 1962 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái âm, vận hạn là hạn diêm vương, hạn tam tai, năm 2023, nam mạng không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, không phạm hoàng ốc, kim lâu, rơi vào kim lâu. Về địa chi, dần gặp Mão là bình hòa yên ổn, hay nói cách khác, người tử Quý Mão nam mạng không phạm thái tuế. Xét về mối quan hệ thiên can nhâm dương thủy gặp quý âm thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi nhâm dần trong năm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ nhâm dần sinh năm 1962 cần chú ý tháng canh thân, tháng 7 âm lịch, từ ngày 16 tháng 8 đến 14 tháng 9 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ nhâm dần. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho nhâm dần sinh năm 1962 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng nhâm dần sinh năm 1962 gặp sao thái âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hóa khí là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao thái âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao thái âm thuộc thủy là tinh túy của nước, sao thái âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới được sao thái âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc, thế nên sao thái âm còn được gọi là tài tinh. Với những người chưa lập gia đình sẽ được tình duyên kỳ ngộ trong năm nay, người có sao này được kết tinh làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên, những người gặp sao này kỵ cho nữ sinh đẻ và nam gặp bệnh tật vào tháng 11 âm lịch. Hóa giải, làm lễ cúng sao giải hạn vào lúc 7 giờ đến 9 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao thái âm đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Chuẩn bị hương hoa, trái cây, tiền vàng, quản, nước, trà, đinh tiền vàng, mũ vàng, muối gạo, 36 đồng tiền và 7 ngọn nến. Cùng với 7 vị màu vàng có ghi Đức Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân. Lưu ý tất cả lễ vật đều phải có màu vàng, trường hợp có màu khác thì gia chủ cần lấy giấy màu vàng bọc lại hoặc lót ở bên dưới, hoặc có thể để vật dụng yếu tố phong thủy để khắc chế.
Sao Thái Âm là sao tốt thuộc hành thủy, vì thế để tăng cường cát khí hành thủy, gia chủ hãy dùng màu đen, bằng cách đeo trang sức đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển. Ngoài ra, vì gia chủ có thể sử dụng màu trắng như đeo đá thạch anh tóc trắng. Màu chủ hành kim, để kim sinh thủy càng thêm tốt, điều này sẽ kích thích và tăng nhiều tài lộc cho gia chủ hơn nữa. Gia chủ Nhâm Dần sinh năm 1962 năm Mạng, năm nay gặp Hạn Diêu Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì Hạn Diêu Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêu Vương rất kỵ đàn bà, dù lầm xả nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn phần nào hiểu được Hạn Diêu Vương tốt hay xấu. Theo đó, Hạn Diêu Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nhiều ghi chép khác về Hạn Diêu Vương và biển diện của Hạn Diêu Vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Nhìn chung, Hạn Diêu Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với phụ nữ mang thai, trong suốt hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, hãy cẩn thận và chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá tập trung vào công việc, hãy dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn với đầu óc. Với người đau ốm bệnh tật, khi gặp Hạn Diêu Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe theo lời người khác, uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh sự nghiệp của bản thân. Làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Luận tử vi Nhâm Dần sinh năm 1962 năm Mạng theo đúng tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1. Đầu xuân năm mới, bên gia đạo gia chủ tuổi Nhâm Dần năm Mạng cần chú ý về công việc làm ăn có thể gặp phải vấn đề. Tháng 2. Làm công việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ. Tháng 3. Gia chủ cần chú ý về sức khỏe trong tháng này không được tốt, công việc trong tháng này có người phá hoại. Tháng 4. Có thể gia chủ sẽ thay đổi chỗ ở trong tháng này. Tháng 5, được quý nhân giúp đỡ cho nên công việc trong tháng 5 được hanh thông, thuận lợi và có tài lộc tới. Tháng 6, gia đạo của gia chủ tuổi 1962 năm Mạng tháng 6 có chuyện buồn đưa tới, mối quan hệ tình cảm các thành viên trong nhà cũng không tốt. Tháng 7, đây là tháng gia chủ nên chú ý cẩn thận việc chuyển đi xe cộ hoặc có thể mất mát về tiền bạc của cải. Tháng 8, tháng này gia chủ có sự tiêu pha nhiều tiền bạc và các công việc kinh doanh làm ăn. Tốt nhất trước những dự định đầu tư nên tính toán kỹ lưỡng. Tháng 9, công việc làm ăn ở trong tháng có sự phát triển ổn định, mở rộng thêm, tuy nhiên gia chủ cần cẩn thận có kẻ xấu phá hoại. Tháng 10, được quý nhân giúp đỡ, công việc trong tháng này gia chủ sinh năm Nhâm Dần 1962 được thuận lợi, tuy nhiên chú ý tình cảm giữa vợ chồng không được tốt. Tháng 11, trong tháng này gia đình của gia chủ có chuyện buồn phiền đưa tới hoặc có tang sự, nên lưu ý. Tháng 12, mọi công việc kinh doanh làm ăn trong tháng cuối năm của gia chủ bình thường, ổn định, tốt nhất không nên đầu tư nhiều tiền bạc trong tháng này. Tổng kết tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 năm Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, công việc làm ăn của năm Mạng vẫn khá ổn định, không có sự thay đổi với người vẫn còn tại chức. Còn nếu đã về hưu, bản mệnh cũng có thể được an nhàn, thoải mái khi không còn phải vất vả chạy theo những ganh đua hay cạnh tranh. Cuộc sống diễn ra bình ổn, không phải lo nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, nếu tuổi này đang có sự định hợp tác làm ăn hay là kinh doanh mở mang thêm công việc thì nên hạn chế ở năm chủ bình hòa, khó đạt kết quả như mong muốn. Thậm chí nếu cứ cố chấp chạy theo thời thế, dễ làm ăn thua lỗ và thất bại. Ngoài ra cũng cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh nóng nảy mồm miệng mà gặp họa thiệt thân, thậm chí vướng vào kiện tụng. Về tài chính, người tuổi Nhâm Dần trong năm nay nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Gia chủ nên lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Nhâm Dần lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bác chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chứ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết sức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Về sức khỏe, xem tử vi Nhâm Dần năm 2023 năm Mạng, gia chủ cần đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe trong năm. Mỗi năm tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề phải lưu tâm, nhất là trong năm nay còn có sao xấu chiếu mệnh. Càng cần phải để tâm kẻo mắc bệnh đau ốm sẽ lâu khỏi, đặc biệt lưu ý về bệnh huyết áp,
Bạn mệnh nên đi khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện và chữa trị sớm. Đồng thời ở tuổi này thì nên đề cao chăm sóc sức khỏe, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tinh thần được thư thả, giảm bớt áp lực đầu óc. Đừng vì quá tham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Ngoài ra, năm mạng tuổi này cũng cần chú ý trong nhà sẽ có người lớn tuổi bị ốm đau và bệnh tật. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo. Gia đạo của năm mạng tuổi này có nhiều chuyện không như ý, các thành viên đôi khi xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng bất hòa, sinh giận dỗi, anh em có lời qua tiếng lại khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng và mất vui. Chính bản thân người tuổi này cũng nên chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân, tránh thái độ nóng nảy rồi nạt nộ con cháu, bạn đời khiến đối phương sinh lòng bất mãn, không nghe lời. Những lời khuyên giải nhẹ nhàng có thể sẽ có tác dụng tốt hơn là quát mắng. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Nhâm Dần, sinh năm 1962 năm mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đây trong gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.